thành lập ban lễ tang đồng chí Nguyễn Việt Tiên, Nguyễn Minh Triết. Căn cứ quy định số 12 QĐI trên TU ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy, một số chế độ chi tiêu hoạt động của Thành ủy và tổ chức lễ tang viếng cán bộ từ trần. Để tổ chức lễ tang đồng chí Nguyễn Việt Tiên, Nguyễn Minh Triết, nguyên giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Minh Hải, huân chương kháng chiến chống Pháp hạng nhì, huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều 1 thành lập ban lễ tang đồng chí Nguyễn Việt Tiên, Nguyễn Minh Triết gồm các đồng chí có tên và giữ chức danh sau: 1. Lê Hoàng Phương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cà Mau làm trưởng ban. Các thành viên: 2. Mời đồng chí Nguyễn Xuân Tình, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau. 3. Tăng Vũ Em, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân thành phố. 4. Lê Chí Nguyện, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố. 5. Quỳnh Trúc Duyên, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nghiệp Phụ nữ thành phố. 6. Trần Ngọc Thanh, Thành ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ thành phố. 7. Lê Thành Nơi, Thành ủy viên, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố. 8. Nguyễn Trần Đăng, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Cà Mau. 9. Hồ Văn Tâm, Phó trưởng ban tổ chức Thành ủy. 10. Trần Minh Lăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. 11. Nguyễn Lung Lăng, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố. 12. Quỳnh Thanh Long, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố. 13. Nguyễn Thanh Trường, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố. 14. Cao Việt Anh, Phó Bí thư Đảng ủy phường 5. 15. Nguyễn Xuân Bình, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường 5. 16. Đặng Văn Thoại, Đảng ủy viên, phụ trách văn phòng tuyên giáo Đảng ủy phường 5. 17. Nguyễn Hữu Thuyết, công chức văn hóa xã hội Ủy ban nhân dân phường 5. 18. Nguyễn Thanh Sử, Bí thư chi bộ 08 phường 5. Điều 2. Văn phòng Thành ủy, Ban tổ chức Thành ủy, Đảng ủy phường 5, các ngành có liên quan và các đồng chí có tên ở điều 1 thi hành quyết định này. Thay mặt Ban Thường vụ, Bí thư đã ký Phạm Thành Ngại. Ông thân yêu của gia đình mãi mãi không còn nữa. Đồng chí mất ở thời điểm tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp. Đảng bộ, chính quyền thành phố Cà Mau đang tập trung quyết liệt chỉ đạo phòng chống dịch theo chỉ thị của chính phủ và chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh về giãn cách xã hội, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của trung ương và tỉnh trong việc phòng chống dịch bệnh. Do đó, ban lễ tang không tổ chức được lễ chi điệu chu đáo cho đồng chí, rất mong gia đình và bà con thông cảm chia sẻ. Trong niềm tiếc thương vô hạn, trước khi tiễn đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi xin tóm lược quá trình tham gia cách mạng của đồng chí Nguyễn Việt Tiên. Kính thưa gia quyến, thưa bà con, đồng chí Nguyễn Việt Tiên sinh năm 1933, quê tại xã An Thới, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, đồng chí đã sớm ý thức và giác ngộ lý tưởng cách mạng của Đảng. Tháng 11 năm 1949 đến tháng 5 năm 1952, đồng chí làm nhân viên trạm y tế xã An Thới, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Sau đó làm trưởng trạm y tế xã Minh Diệu, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Tháng 6 năm 1954 đến tháng 11 năm 1959, đồng chí làm trưởng trạm y tế xã Hưng Mỹ, huyện Trần Văn Thời. Rồi làm thường vụ xã Đoàn Trần Văn Thời, Trần Thới, huyện Cái Nước. Tháng 12 năm 1959, đồng chí làm trưởng trạm xá quân y tỉnh Cà Mau. Từ lòng nhiệt huyết cách mạng và sự tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 8 tháng 2 năm 1960, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 1 năm 1964 đến tháng 6 năm 1976, giai đoạn này, đồng chí giữ các chức vụ trưởng ban quân y các cơ quan, tiểu đoàn U Minh II, quân y cơ quan tỉnh đội Cà Mau, quân y huyện Giá Rai,
bệnh xá quân y tỉnh Cà Mau, bệnh xá quân y tỉnh Bạc Liêu, bệnh xá quân y tỉnh Minh Hải. Tháng 7 năm 1976 đến tháng 7 năm 1984, đồng chí được tăng cường làm trưởng phòng thương binh thuộc viên sở thương binh và xã hội tỉnh Minh Hải. Tháng 8 năm 1984 đến tháng 2 năm 1990, đồng chí giữ chức vụ phó giám đốc sở thương binh và xã hội tỉnh Minh Hải. Sau là phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Minh Hải đến tháng 2 năm 1990. Tháng 3 năm 1990 đến tháng 2 năm 1997, đồng chí giữ chức vụ ủy viên ủy ban dân tỉnh, quyền giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Minh Hải. Đến tháng 10 năm 90, đồng chí giữ chức vụ giám đốc sở lao động thương binh xã hội tỉnh Minh Hải. Đến tháng 3 năm 1997, đồng chí được nghỉ hưu chuyển sinh hoạt đảng đến đảng bộ phường 5 cho đến nay. Với công lao thành tích cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng chí được đảng, nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến chống Pháp hạng nhì, huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, huân chương giải chiến sĩ giải phóng hạng nhất nhì ba, huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhì ba, huy hiệu 60 năm tuổi đảng, cùng rất nhiều bằng khen, giấy khen, danh dự khác của đảng, nhà nước trao tặng. Thành tâm thần nguyện cầu mong tình cha cao cả ngàn đời con không quên. Và sau khi nguyện hương xong, đứng dậy xá ba xá lùi về phía bên trong họ linh cụ cha hiền. Tiếp tục chương trình, tôi xin trân trọng lễ phép kính mời cháu nội, cháu ngoại, cháu dâu, cháu rể, cháu cô lần lượt hướng lên tiền xà thắp nén hương trước ngôi nghĩa tình thật tiên thân. Cánh lửa tắt đèn tình gắn bó, lá lành lá rách đỡ đầm theo dịch hành khỏi đây biệt ly, nghĩa tình tròn sớm mất đi người hiền. Hôm nay ta hãy đồng thần đưa người nhẹ tuốt về nơi Phật đường, cùng vì bác ái tình thương và cầu nguyện cho hương hồn cụ ông Nguyễn Việt Tiên được sớm vãng sanh về miền Tây phương cực lạc. Trước khi thực hiện nghi thức lễ đồng quan, xin mời toàn thể anh em đội mai táng tập hợp trước tiền sàn để thực hiện nghi thức lễ đồng quan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Rồi sao ăn? Cá móc quá. Rồi trả chịu đi gỡ móc. Có bộ tháo bộ lên. Ai là chủ nhà lấy cái họ này đốt ha. Đừng để đạp. Đó có vàng bạc đó chứ. Ban tang lễ và gia đình đồng kính báo.